Đây là một cái set mình phải nói là đến nó rất là ứng dụng này, mình có thể đi đâu cũng được. Đến môi trường công sở cũng rất là tuyệt vời nhá. Cái chân váy này nó che khuyết điểm tốt này. Cái màu này là màu tím than đen, là cái màu mà chị em trong môi trường công sở rất rất là ưa chuộng. Và gần như yêu cầu nó là tím than, nó hơi đen một tí. Còn cái tím than hơi thẫm thẫm như này là được rất nhiều chị em yêu thích. Vì tại sao? Bản thân là cái mẫu đồng phục ấy, nó đang gần, rất gần những cái màu đồng phục mọi người đã đặt. Đã là tím than thì mới là hơi đen. Thế cái chất này nó rất là mềm nhá. Chất rất là mềm mà cái dáng yêu lại che bụng tốt này. Mà đi với màu tím tơ này rất là đẹp luôn. Cái tơ này lên này, cái tay bom yêu chưa? Vừa thời trang vừa đơn giản nhẹ nhàng. Mà cái chất liệu rất là mát nhá. Tơ rất là mát và mềm. Đấy, xinh quá. Đấy là cái cổ tròn thì đâu có phải là cứ đến môi trường công sở là không được mặc cổ tròn đâu. Chỉ có tùy môi trường thôi. Yêu cầu là phải mặc sơ mi cổ Đức như mình đang mặc này thì chị em mình có thể lựa chọn cổ Đức. Nhưng cổ Đức nó cách điệu đi một chút cũng được. Đây này, ví dụ như cổ Đức này này, cổ Đức bầu này cũng xinh này. Quan trọng là cái chất liệu mình đang sử dụng là nó rất thời trang, cho nên khi mặc đã thấy nó sẽ có cái thời trang trong đó rồi, chứ không nhất thiết là cứ phải nhìn cái cảm giác nó cứng, nó công sở quá thì chị em mình mặc nó bị cứng, nó bị gò bó, cảm giác nó không năng động. Thấy cái dáng này rất là đẹp nhá, dáng rất là thoải mái luôn. Có sẵn đây. Có sẵn đây. Bây giờ hiện tại bây giờ mình đấy, tiện đây bạn này bạn nói nhá, ở nhà mình ấy những cái mẫu mình đăng lên gần như là có sẵn hết size M. Đối với dáng suông thì chị em mình cứ nằm trong khoảng từ 55 cân trở xuống là mình có thể mặc vừa. Những cái mẫu mình đăng lên đấy, chia sẻ lên này, tất cả những cái dòng này nhá đều có sẵn size M cho chị em mình. Nếu như ai vừa size M cứ dưới 55 cân đối với dáng suông là mặc vừa hết, bởi vì chủ đạo sơ mi là dáng suông, cho nên cứ dưới 55 cân chị em mình có thể mặc vừa. Bởi vì sơ vin thì cái dài áo trung bình từ 60 cho đến 65 chị em mình đều sơ vin được hết. Cho nên là khi chị em mình mặc ấy thì cứ dưới 55 cân là mọi người đã có thể mua sẵn được rồi. Mua sẵn ở bên mình rồi, bởi vì mình bây giờ mình đang ra mẫu để tất cả những cái size, những người có size M dưới 55 cân là mặc vừa. Chỉ có là vét thôi. Vét thì chắc chắn chị em mình sẽ phải đặt. Còn nếu như ai vừa chiều cao vừa cân nặng như của mình với cái số đo là 86, 68, 86, 86, từ 68, 70 thì đều được nhá. 86, 70, 68, 70 là vừa với size M vest thì mình. Còn lại là áo sơ mi thì cứ dưới 55 cân là mặc vừa, bởi vì chủ yếu sơ mi là dáng suông. Dáng suông thì chị em mình tiện khi sơ vin, chứ không bó sát mặc rất là khó chịu. Cái phần cử động ấy nó sẽ không thoải mái. Cho nên thường là chị em mình thích dáng suông. Nó vừa trẻ trung, vừa hiện đại, vừa năng động, vừa thoải mái. Đấy. Nên là một loạt những cái này mình lên. Cái này màu này rất là yêu này. Màu tím cũng yêu này. Toàn những cái màu mà chị em yêu thích thôi thì mình đã lên sẵn size M cho chị em mình tham khảo. Bởi vì tiện bây giờ chị em rất muốn là mặc để chia sẻ, nhìn thấy form dáng như thế nào, để cho chị em mình tiện lên biết cách mặc ra sao, màu nào phối với màu nào, kiểu gì cho nó đẹp, cho phù hợp. Và nhìn xem có thực sự mình mặc lên nhìn nó có đẹp hay không để chị em mình mặc ấy. Cho nên là bây giờ mình thường may sẵn hết size M để cho chị em mình lựa chọn. Vì chỉ có thể như vậy thôi, bởi vì quá nhiều mẫu mã không có sẵn size. Và bên mình là thiết kế may đo, cho nên là chị em mình muốn vừa vặn thì cứ tốt nhất là cho mình chiều cao cân nặng có số đo để đặt theo mẫu. Còn ai vừa size M thì mình có thể mua luôn. Đúng rồi, khi đã có mẫu sẵn ở nhà mình đã lên mẫu rồi thì chị em mình chỉ đặt trong vòng từ 3-5 ngày đã có rồi, cho nên rất là nhanh. Còn trước đây nói thật sự là bên nhà mình ấy, bởi vì mình cứ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng nhiều, thực sự là nó đáp ứng được yêu cầu thì nó lại không được bao nhiêu, cho nên là bây giờ mình sẽ ra mẫu liên tục, ra mẫu có sẵn để cho chị em mình có thể lựa chọn, nhưng chỉ có một size M thôi. Nhưng đã ra mẫu rồi thì rất là nhanh, nên chị em mình chỉ cần cho cân nặng, chiều cao có số đo được thì càng tốt, là mình sẽ đặt trong khoảng từ 3-5 ngày đã có rồi, cho nên rất là nhanh nhá. Xinh quá. Hôm nay có vẻ tối nhỉ?